Xin chào, chào mừng các bạn đến với chương trình Tôi Tự Làm, kênh Tuyết Gia Sale Inspiration tại Việt Nam. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cái đồ vật trang trí mà chúng ta có thể dùng để trang trí nhà cửa, bàn học, hoặc là có thể làm quà tặng cũng được, với mức giá rất là rẻ và chúng ta chưa cần đến 1 euro để làm cái vật dụng này. Và đây là những cái mảnh mà mình cắt được từ những cái tờ báo hoặc là tạp chí mình không dùng nữa, những cái tờ tạp chí cũ rồi, và mình có những cái hình rất là thú vị và những cái mảnh ghép trông rất là ngộ nghĩnh như thế này. Ví dụ đây là một cái ngôi sao màu xanh có cái dòng chữ Yes I Can ở trên đó, và có cái hình trái tim nữa nè. Bây giờ mình sẽ xé hoặc là lấy, nếu bạn nào thích thì chúng ta có thể dùng kéo để cắt, nhưng mình thì mình thích xé hơn, thì mình sẽ xé cái hình trái tim này ra tạo thành những cái mảnh ghép rất là độc đáo, và mình sẽ dán lên cái ly thủy tinh. Mình có cái ly thủy tinh này thì mình sẽ dùng nó, mình trang trí, mình dùng nó để làm đồ đựng bút, hoặc là mình trang trí để làm đồ mà đựng nến. Các bạn hãy xem nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình dùng keo, mình sẽ dán những cái mảnh ghép này lên. Ở đây có những cái mảnh màu hồng nữa, mình sẽ cái tông chủ đạo của cái ly đựng nến và cái ly đựng bút này thì mình sẽ làm nó là màu hồng. Mình sẽ xé những cái mảnh giấy màu hồng nhỏ ra như thế này. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục dán lên cái ly này. Đầu tiên mình sẽ dùng keo, cái cuộn, cái chai keo này, mình xịt ra một ít keo, cái loại keo sữa chúng ta có thể mua siêu thị và bất cứ đâu. Mình dùng cái cọ mình phết lên trên cái cốc thủy tinh, và mình sẽ dán cái miếng hình con cá đầu tiên lên như thế này. Tiếp theo là một cái mảnh hình trái tim. Khi mà mình dán tới đâu thì mình bôi keo tới đó nhé các bạn. Và đây, sau khi mình dán xong cái cốc, còn cái chỗ nào mà nó còn hở thì các bạn sẽ bôi keo, tiếp tục bôi keo lên và lấp kín cái chỗ đó nhé. Và đây, cái cốc mình đã dán xong lên như thế này trông rất là đẹp đúng không? Nhìn nó rất là ngộ nghĩnh. Và bây giờ nếu mà các bạn không có cái mua được cái cuộn keo này, chúng ta có thể mua hãng khác cũng được. Cái loại keo sữa này có rất là nhiều loại. Và bây giờ mình bỏ nến vô thử xem nó trông như thế nào nhé. Đây, nếu các bạn bỏ cái nến vô thì nó sẽ trông như thế này, trông tắt đèn đi nó sẽ lung linh, trông rất là đẹp. Và chúng ta cũng có thể dùng nó để đựng những cái bút của chúng ta để trang trí bàn học như thế này, trông rất là xinh đúng không? Và nếu mà các bạn nào có những cái ý tưởng trang trí mà rất là ít, phải chúng ta không cần dùng nhiều tiền, hoặc là những cái ý tưởng trang trí rất là đẹp, thì các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé. Và đừng quên nhấn like nếu bạn thích video này và nhấn subscribe để theo dõi những video tiếp theo, khám phá nhiều video hấp dẫn và thú vị về làm những cái vật trang trí khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Chào tạm biệt. Bye bye.